Em là Chử Trọng Nghĩa và năm nay em đã lớp 12 và 18 tuổi, em bị cận từ hồi lớp 2. Bây giờ em mấy độ? Bây giờ em đã là 7 7 độ, 7 7 một mắt là 7 rưỡi mà một mắt là 7,75. Thế đi khám là chỉ cận là có loạn thôi. Cũng người ta cũng bảo là có loạn nhưng mà như độ loạn thì nó ít thôi, Chỉ nó mới không cận nhiều. đúng không? Vừa nãy ở 2,5 m thì em đọc được hẳn như mấy? Em 2,5 m thì đọc Một mắt mắt. một mắt thì đến hàng thứ tư, À không, trước trước lúc bấm rồi. trước lúc bấm thì em chỉ đã đọc được đến hàng thứ hai là cùng, Mắt thì mắt bên tay phải à? À mắt trái à? và mắt Trái là trái đọc được là hàng thứ nhất hàng đúng thứ không? nhất, còn mắt phải là đọc được hàng thứ hai. Ừ, thế sau khi bấm sao? Sau khi bấm xong thì em đã đọc được hàng thứ tư mắt trái và có thể là một vài hệt cái hàng thứ năm. Mắt phải hàng thứ năm đúng không? Thế em cảm nhận sao? Bây giờ mắt cảm nhận sao? Mắt bây giờ thì em có thể nhìn rõ được mặt của anh À thế hơn từ à? hồi lúc đấy. Nhìn rõ mấy nốt ruồi Nó à? Ừ, nhìn thấy xung quanh nào thế? luôn sáng, Thế cảm giác thế nào? Cảm giác của mắt thế nào? cảm giác của mắt thì nó không bị mờ như hồi trước nữa và cảm thấy nó dễ chịu hơn. Dễ chịu à? Ừ, tốt rồi, cảm ơn em.